lắm đây. Đi chợ là nắng quá. Thích nhỉ. Chụp người hỏi mà trả giả câu nào. Sáng nó thế. Cứ bao nhiêu tiền? Cứ đứng cứ đứng trên xe, cứ đứng trên xe khó lắm. Đấy. Phải xuống rồi, mê xuống. Đấy. Quý nhé nhỉ? Phải 8 ngàn. Phải rừng cây một đôi người á. Tuyệt vời luôn. Đấy. Của Tiên Châu, Canh Châu đây. Đó giá thiện chí là bao tiền này? Đây đây, cố đứng vào đây cho nó xem nó to bằng nào. Đây đây. Đấy. Mấy ông bảo là chú ai đi chợ A Đông lắm mà nó quay cây. Chả thế. Không quay người. Cứ thấy cây giống giống của cháu. Đấy, đấy, đấy. Chủ nhân đây, hôm nay mới lộ diện. Không bảo cái ông gì quay nhỉ. Chứ bảo ông gì không quay nhỉ. Ông gì nhỉ, quên mất rồi. Bên đây. Đây, nhiều đường ha. Nhiều á. Với trẻ trẻ mà cũng là tầm không phải 560 rồi. Tầm nhiều. Tuổi mình nhiều. Sinh sinh nhá. Ừ. Đúng lắm. Ừ, đối sinh ấy. Độ sinh ông này hơn tuổi quá. Đấy. Ông ở ngoài cũng phải ngoài 60 rồi. Ông bên ngoài. Độ sinh. Đổi đổi rồi. Nổi tiếng quay cây này. Ông chưa đi biết này. Gần Tây suốt này. Đi nhiều. Đi nhiều. Rảnh. Đấy. Ông đi ông đang hỗ trợ với chị cũng đi hết. Chợ 4 triệu đi kể cả Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng. Đấy. Bố các kiểu luôn, đọc số của bố đi ông nào cũng gọi luôn. 0971 0971 820 820 494 494. Đấy. Tên là gì nhỉ? Quên tên. Công hòa Séc. Séc à? Ừ. Séc không? Séc. Công hòa Séc. Tiệp. Công hòa Séc. Tiệp đấy đúng không? Tiệp. 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 Tào nào nhìn giống ngoại quốc lắm. À, đúng rồi. Lai, 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 văn căng tên, tên, tên đúng đúng kiểu Tây. Cộng hòa Séc mà cao to, lại có râu. Mai bắt được gạo để à, mà không em để vào khoảng 65-70 là để râu đấy, nhưng mình giờ mới có gần gần 60 để râu con da. À, trong cái da nó cứng rồi. Giờ mới 58. Mới 58 là để râu, cũng gọi là cụ gầy lắm. Mới 58 là cụ được. Cụ nhưng mà vẫn đều đấy. Được. Cộng hòa khỏe. Càng cộng 58 xét. Lại càng khỏe. Mạnh khỏe. Người ngoại quốc tên cũng ngoại quốc. Nhưng mà bán cây Việt Nam. Là bán Việt Nam. Bán cây Việt Nam. À thế lại cho lên mạng rồi còn bán cây Việt Nam. Rồi. Được. Của anh em bạn cây từ năm 90 trên bốt họ rồi. Chứ là đâu chả thấy đỗ xung quanh đâu, chỉ thấy cây chả thấy người. Lão làng ở chợ mà không biết. Xương cá đây. Cá. Đẹp thế này mà cứ dưng. Giá như nào? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Ừ. Mềm. Ông Lập này ông có mua về buôn. Quá mềm luôn. Cây to. Bách. Cây này về được tượng rồi. Cá được tượng rồi. Đẹp. Làm thành mày ông đi lặng luôn. Trên cây dưới đi lặng. Đấy. Tượng sống luôn. Tài. Tự sống luôn. Đẹp. Rồi, cảm ơn người nước ngoài nhé. Mùa hè này hoa giấy đâu. Mùa hè này hoa giấy. Hoa hoa giấy con mạng chạy đấy. Đấy. Đấy, bảo cứ ngồi ở đây là mất đít đi chơi. Ô tô cứ phải chật. Cứ phải đứng. Ây à, kinh quá nhỉ. Si Nhật à? Si Nhật. Si Nhật hay là si Đài Loan nhỉ? Nhật. Đó là da Nhật. Kinh đấy nhỉ. Không cho cái này cho nó khóa. Chắc đi là không muốn. Bị lại chắc biết sáng rồi. Đấy, các ông bảo là cứ đứng mà ngồi xuống là mải quay là ra đi đấy. Lăn lóc này một tuần thì tiền triệu chứ lắm. Trước đôi mai cũng tìm không nào gọi chưa.
cửa hàng chưa bác ơi? Đã mở hàng chưa đây? Các bạn đâu? Yêu. Hả? Bán cái nào chưa? Bao giờ phải ra đây xong mới ra đằng kia đường dài xong mới ra kế kế này á cái nhỉ kế này kinh đấy vâng núi non hùng vĩ quá nè. Tác phẩm cái chua này là bao tiền đấy? 1,5 triệu đấy. Được cả cây cả đá cả chậu gốc chua cái đầy đủ. Cái chua ấy. Đấy thì kiếm đâu cái chua đâu? Bác Hưng nhá, bác Hưng thì số chết các quen hết cả. À đây là cho Phúc Kiến nha. Phúc Kiến. Đấy, tác phẩm ấy là bao tiền? Đây. Đây. 800. 800. Có bà chị và cứ thích chặt Phúc Kiến hôm nay không biết có ra không? Lý ra mà chỉ như này. Về ba một gốc ba thân. Và đang có hoa. Hôm nay lại nắng lắm này. Đấy, bác nào thích cứ alo bác Hưng với lại ra đầu chợ nhá. Thấy cái gì đằng kia đẹp không bác? Nó vừa mới tới đây. À đẹp. Bình lăng hai củ đinh lăng này mẹ ngâm rượu thì thôi rồi. Rồi không uống được rượu. Cũng thiên bán đinh lăng à? Cái nhỉ, tủ to ấy nhỉ. Đấy, quên. Các bạn đi ăn sáng hết rồi. Tầm buổi sáng đó, ông làm vào đôi chén. Ông thịt này bán đinh lăng à? Chả biết bao tiền củ. Này cho nguyên cả chậu ấy và bình rượu thôi. Cả chậu. Ngâm cả đất. Này này chuyển sang bên này mà. À, bên kia nó bon chen quá. Bên kia đông đông. Bên này nó còn mình đồng. Đồng đấy. Đấy. Đây. Bình lăng này trồng dễ lắm. Đấy. Cái món này là có kinh tế rồi, kiểu gì có người có tác dụng rồi. Vừa chơi lại vừa đạp hết đấy. Vừa chơi vừa ăn vừa ngâm rượu được, bổ dưỡng. Đấy, to phết đấy. To phết đấy, già phết đấy. Bao nhiêu năm nó mới được thế đấy. Đấy. Hai củ, xem củ bên này này. Đấy. Cái củ này đẹp hơn. Nó đều. Không, cái này cũng được, cái này cắt bỏ này đi. Ok. Được hai bình rượu hay là cho vào một bình to thì cho cây chậu đi lại đi ăn sáng về à? À giao dịch được cái về à? Hay là thế nào đấy vừa giao dịch cái này nghe quá nhỉ chậu củ đấy đất đây cô à? Rất nghệ thuật nhỉ đây sẵn chơi rồi đấy mướt mắt. Đấy thì con cái này có giá bây giờ là bao nhiêu đây? 700. 700 thôi à? Đấy. Rồi chưa à? Anh em nào phi ngay vào mà múc thôi. 700 là giá gốc. À giá gốc thì giá bán này. Giá cộng 100 là bán. À cộng 100 là bán. Hay quá. Đấy anh em thấy này mắt rời đấy. Lấy quả này sao quả như nhung.
quả đấy. Đây, quả đây, quả to rồi đây. Vâng. Quả đông đây đây này. Ừ, đúng không? Đây cái này quả đấy chứ. Còn quả. Xung này nó vậy. Đây vướng. À đây quả đây. Đây. Đây quả đây này. Quả. Đấy. Ai cà phê bể gập tinh ai nước xấu chanh neo đá này tinh cà phê nào tinh đâu ai cà phê đấy đấy các con đầu giờ sáng trước cháu không đi à trước cháu không hôm nào mà trốn được thì mới đi ai cà phê thôi đi ra đầu đằng kia.